Tôi xin chào quý anh em. Bữa nay ngày tốt mình lại quay quý anh em mình xem một video về tàu cá lưới quay đêm Phú Yên. Đây là tàu cá của anh Đại ở Phú Lạc, Phú Yên làm nghề lưới quay đêm nha anh em. Tàu cá với số Nimro ghe là Phú Yên 95429 TS. Năm mới năm 2021, mình xin kính gửi lời chúc đến tàu cá của anh Đại làm ăn hoàn toàn thắng lợi. Mẫu tàu cá rất là đẹp anh em ơi. Tàu cá của anh Đại ở Phú Lạc đã qua 7 mùa sử dụng, năm tới bước sang qua mùa giải thứ 8. Nhưng mà ghe nhìn còn rất là mới keng ha. Nhìn đường hồ rồi rất là tỉ mỉ. Tàu cá được trang bị hai máy giò cá nha anh em. Hai máy giò ngang, máy chụp hiệu Furuno L88L và máy quét 25 độ. Ngoài ra còn có máy giò đứng nữa nha anh em. Mấy anh em làm nghề lưới quay đêm mà chuyên đảo giò thì mấy anh em trang bị cái hệ thống điện tử mà đỡ giò tìm cá, nó gọi là nó hiện đại hơn những anh em làm nghề lưới quay khơi. Lưới quay khơi thì máy ảnh không có trang bị gì nhiều, ngồi cái máy giờ đứng không à, nó tầm vài chục triệu là có ăn cái rồi. Anh em làm nghề lưới quay đêm mà chuyên đảo giò thì mấy anh em trang bị công nghệ điện tử từ 1 tỷ rưỡi đến 3 tỷ, một số anh em thì trang bị tới 5 tỷ ha. Máy siêu chụp, máy trung chụp và máy giờ chụp. Mình thích quay cái đoàn lưới quay đêm của tất cả anh em ở tất cả các vùng miền. Sở dĩ là như mình thích như vậy bởi vì cái đoàn lưới quay đêm mà đa phần anh em đóng tàu, cái mẫu tàu nó có tính thẩm mỹ cao. Thứ hai nữa là đa phần là những con tàu chất lượng, từ kỹ thuật đóng cho đến là quán gỗ. Và đặc biệt cái kỹ thuật đánh bắt của cái nghề lưới quay đêm nó vô cùng hấp dẫn. Nó khác hẳn với những cái ngành nghề khác. Đó, anh em tìm cá rồi đánh được con cá rất là khó. Những cái cảnh mà vô điểm nóng rồi anh em cùng nhau chen lấn, rồi anh em cùng nhau tìm ra con màu, phát hiện con màu đó rất là hấp dẫn. Đó. Nên là khi mình đi biển á, là mình cảm nhận ủa những cái cảnh nó đẹp, nó gây cấn, nó tuyệt vời như vậy mình sao không ai quay lại. Lúc đó mình mới nghĩ ra cái ý tưởng thôi, mình quay, mình đăng lên mạng thử xem chơi đó. Cũng vừa thỏa mãn cái sở thích của mình mà cũng vừa là ghi lại những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm tuyệt vời cho anh em. Bởi vì trước kia rất nhiều người tín ngưỡng, không muốn quay phim đồ, đại loại là như vậy. Bây giờ thời buổi là công nghệ 4.0 rồi, làm cái gì truyền thông nó không phải phát triển hết. Còn cái chuyện làm là nó phụ thuộc vào cái kỹ thuật và bản thân của từng anh em thôi. Bởi vì cuộc đời con người mà có những cái giây phút mà nó đẹp đẽ trong cái cảnh mà đánh bắt, trong cái cảnh mà chinh phục được thiên nhiên nó đâu có nhiều. Lưu giữ lại, lúc nào rảnh rảnh lấy ra coi. Theo lịch trình thì lẽ ra đợt này là mình đang có mặt ở Vũng Tàu để quay về cái đoàn tàu cá ở Vĩnh Lợi quý anh em mình xem. Nhưng mà công chuyện sau khi xuống nước hạ thủy là mình còn làm nhiều thứ. Bình hạ thủy hôm bữa, tàu cá của bên thì hạ thủy hôm bữa mùng 6. Xuống nước làm lặt vặt rồi chuẩn bị mấy anh em chở lưới, rồi nói chung là làm mọi thứ với đến khi nào mà hoạt động đi biển thôi, rảnh đâu ra ngồi tàu làm đó. Và cận Tết rồi, việc đi đứng xe cộ nó không khó khăn.
Trần Tết là ơn nghĩa nữa đó, cho nên là cũng khó có thể mà vô Vũng Tàu cái chuyến này được. Chắc là hẹn anh em ở mùa giải năm tới, vừa mãn mùa biển thì mình sẽ sắp xếp cái lịch trình là một chuyến miền Nam, một chuyến miền Bắc liền. Bởi vì năm nay mình về nhà mình nghỉ gần 1.5 tháng, không có đi quay xe đó, rất là uổng. Mà tranh thủ những cái đoạn mà vừa đầu mùa nghỉ á, thì đi quay nó tốt hơn. Còn cái đoạn sau này nó mưa gió và nó cấn Tết, đi đứng nó khó khăn lắm. À, hẹn anh em ở mùa giải năm tới nha. Cố gắng quay nhiều clip tuyệt vời cho quý anh em mình xem. Đặc biệt là mình khoái nhất là quay mấy anh em lưới quay đêm của Quy Nhơn, Bình Định, Mỹ Thắng, Mỹ Đức, anh em Đề Di, Vĩnh Lợi. Cùng theo dõi tàu cá của anh Đại chuẩn bị hạ thủy rồi nha anh em. Chuẩn bị tiếp giáp nước rồi. Bữa nay trời rất là êm, trong xanh, êm gió. Việc kéo lên ụ và việc hạ thủy nó cũng dễ dàng hơn. Tàu đang hạ thủy tại ụ kéo tàu Hùng Thi, bến kéo tàu lớn nhất của tỉnh Phú Yên nha anh em. Từ ngày có bến kéo tàu thì mấy anh em của đoàn lưới quay đêm ở Phú Yên thì không phải di chuyển đi đâu xe nữa. Hoạt động bảo quản tàu ngay tại địa phương nhà, rất là tiện lợi và tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Lông cốt của tàu chạm nước rồi. Tàu cá của anh Đại đang hạ thủy và tiếp giáp nước hầu như là hoàn toàn, gần như là hoàn toàn rồi nha anh em. Xin chúc cho tàu cá của anh Đại năm 2021 làm ăn hoàn toàn thắng lợi và gặp nhiều may mắn. Giờ anh hạ thủy anh chạy hẳn về bến cảng luôn. Ủ kéo tàu cách bến cảng chỉ tầm vài cây số thôi. Anh em chuẩn bị việc chữa lưới. Hình như là tiếng động cơ Giang Ma 6 KI đang được khởi động rồi. Chờ cho cái dàn sàn nó trục xuống hẳn hoàn toàn là mấy anh em dê ra. Chúc cho quý anh em mình năm mới gặp nhiều thành công ha. Mình quay clip mình luôn mong cho anh em làm ăn luôn gặp nhiều may mắn phát triển. Rồi, quán tàu lúc
hà thủy nè anh em, nhìn mặt tàu cũng rất là căng, rất là cân đối và đẹp ha. Mẫu tàu được đóng theo mẫu tàu truyền thống của Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận nha anh em. Đóng theo mẫu tàu lưới quay đêm. Mỗi ngành là sẽ có một cái kiểu phả tàu nó khác nhau. Rất nhiều anh em vô bình luận theo kiểu model của giả cào là nó không có phải nha nè. Giả cào là phải đóng theo cái thớ khác, nó phải chạy cái chân vịt khác và phải chạy cái hộp số khác. Đó, nó khác với cái model của lưới quay đêm. Mỗi ngành nghề anh em có một cái nét khỏe tàu cho tiện lợi trong cái công việc làm. Năm mới kính chúc cho anh em dồi dào sức khỏe, làm ăn thắng lợi. Hẹn anh em ở một clip tiếp theo, quay về tàu cá, quay về đánh bắt, quay về cuộc sống của anh em trên biển.